chiến mùa 3. Chương trình được phát sóng trên VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Và thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi luôn luôn là sự xuất hiện của năm chàng trai. Năm chàng trai tới đây để thể hiện bản lĩnh, tài năng cũng như những trải nghiệm của mình. Và nếu như họ lấy lòng được các quý cô trong chương trình, họ sẽ là quý ông chiến thắng với chiếc cúp vô địch và 30 triệu đồng tiền thưởng. Nhưng trước hết, hãy cùng gặp gỡ một thành phần không thể thiếu với chương trình Quý Ông Đại Chiến, đó chính là các cô gái xinh đẹp trong ban bình luận. Hãy cùng chào đón họ. Hãy cùng chào đón ca sĩ diễn viên Harry Won. Hãy cùng chào đón diễn viên Lâm Thúy Gia. Hãy cùng chào đón diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Hãy cùng chào đón Hoa hậu Hương Giang. Hãy cùng chào đón khách mời trong chương trình hôm nay, Á Hậu Hà Thu. Xin được chào đón các quý cô quay trở lại với Quý Ông Đại Chiến đêm nay. Quý vị đang nhìn thấy màu gì sặc sỡ trên sân khấu vào lúc này ạ? Đó chính là màu tím, màu của sự chờ đợi, màu của sự thủy chung. Và có vẻ như người phụ nữ nào cũng thích màu tím. Tôi muốn hỏi Hà Thu. Dạ. Chờ đợi là một điều rất quan trọng trong tình yêu, đặc biệt là với những tình yêu mà chúng ta chưa thể tìm đến với nhau, có tiếng nói chung. Nhưng chờ đợi trong vô vọng thì có nên không? Dạ. Bởi vì đã có những người cứ yêu thương, không bao giờ có ngày mai nhưng vẫn cứ chờ. Chờ thì phải có một cái điểm để mình chờ, để mình đến đó. Chứ còn mà chờ mà mù mịt thì không bao giờ nên chờ. Không, em sẽ chờ, em sẽ mãi chờ. Em quyết tâm sẽ chờ cho đến cuối chương trình và tìm được một người đàn ông dành cho mình. Người ta đang nói tương lai. Không, nhưng mà nhân nói đến cái chuyện chờ đợi thì em nghĩ là đúng. Không có tương lai thì không nên chờ. Harry, em đã bao giờ chờ đợi một điều gì đó trong cuộc sống và sự chờ đợi đó đã đền đáp xứng đáng em hay chưa? Có sự chờ đợi, nhưng mà trong khi chờ đợi thì luôn luôn em chuẩn bị để em chào đón những cái cơ hội mà sắp tới với em. Và em nghĩ là mình thời gian chờ đợi bất cứ cái gì cũng vậy, liên quan tới tình yêu cũng vậy. Mình cảm thấy nó có khả năng, có tương lai thì hãy chờ đợi. Còn nếu như mình cảm thấy phía trước mù quáng rồi tối thụi lùi thì mình chờ để làm gì? Mình phải sống cho bản thân mình phải yêu bản thân mình. Nếu một khi mình yêu bản thân mình thì cái gì tích cực sẽ tới với mình mà thôi. À, đó cũng chính là thông điệp chúng tôi muốn gửi tới tất cả các quý vị khán giả. Hãy yêu thương, hãy chung thủy, hãy chờ đợi. Nhưng hãy dùng một lý trí sáng suốt để đạt tới cái điều chúng ta mong muốn. No future, no waiting. Không tương lai, không chờ đợi. Chúng tôi xin được mời các quý cô về đúng vị trí của mình. Có những chàng trai rất may mắn khi bước ra cuộc sống đã có những người phụ nữ ở bên cạnh mình và dành tình cảm cho mình. Nhưng có những chàng trai phải dùng chính sự chân thành, sự chinh phục hoặc sự chờ đợi của mình để có được tình yêu. Vậy thì đêm nay năm chàng trai của chúng ta, liệu chàng trai nào có được sự chờ đợi đáng quý đó? Hãy cùng chào đón họ. Chàng trai đêm nay Phùng Văn Thắng đến từ Hà Nội.
vào đôi mắt này. Hãy cùng chào đón Nguyễn Bảo Anh đến từ An Giang. Nguyễn Phương Nam đến từ Thanh Hóa. Lê Văn Minh Thắng đến từ Huế. Và cuối cùng Trương Minh Hoàng đến từ Hà Nội. Xin được cảm ơn các phu công và xin được chào đón 5 chàng trai đã đến với chương trình đêm nay. Trước mặt chúng ta là 5 chàng trai với 4 vùng đất khác nhau. Chúng ta có Hà Nội, An Giang, Thanh Hóa, Huế, Huế Mông, Huế Mớ, Huế Cua, Hà Thú và Lâm Vi Già. Dạ đúng rồi. Em sẽ dùng hết sức của mình để cho bạn không bị rơi xuống hồ đầu tiên. Một hành động cực kỳ thiết thực. Vì thế tôi nghĩ là chàng trai đến từ Huế hãy cố gắng lắng nghe cũng như là nhìn ánh mắt của Lâm Vĩ Dạ, Hà Thu để biết xem mình làm thế nào là đúng nha. Rồi, chúng ta sẽ có phần giới thiệu ở vòng ra mắt. Mỗi chàng trai sẽ có 30 giây để giới thiệu về bản thân mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng chào đón chàng trai số 1, Phùng Văn Thắng đến từ Hà Nội. Em ơi, yêu chàng IT đi, ăn ở lành mạnh chẳng lo gì, rượu chè thuốc lá không thèm chấp, chỉ cần laptop USB. Em ơi, yêu chàng IT đi, đừng lo vô tâm chẳng làm gì, vì lỡ vô tình mất Facebook, nhờ anh một tiếng giúp free. Tôi là Phùng Văn Thắng, là một lập trình viên. Mong muốn lớn nhất của tôi là lập trình được trái tim của bản thân sao cho yêu thương người con gái của mình một cách trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất và ít lỗi sai nhất. Ở đây có chị em nào muốn tăng tương tác, tăng được follow thì liên hệ ạ. Bây giờ nếu được lựa chọn để canh giữ cho một Facebook duy nhất của các quý cô đang ngồi ở dưới kia, bạn sẽ lựa chọn quý cô nào? Em đến đây là vì... Chị Hương Giang ạ. Chị Hương Giang ạ. Như những chàng trai khác thì thường đến đây để tán tỉnh và thả thính chị, nhưng mà em thì khác. Em đến là vì sự yêu thương và mến mộ chị, thực sự rất mến mộ. Yêu thương. Wow, hay chưa? Chào, cảm ơn bạn rất nhiều vì sự mến mộ này nhá. Có gì bạn tăng và follow cho Giang nhá. Trời đất ơi. Không, không, mình tự về được mà tăng follow nhá, đừng hack Facebook mình nhá. Nào, vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai số 2. Xin mời. Chào Lan Ngọc, anh là Nguyễn Bảo Anh. Anh đứng đây từ chiều rồi, nhưng mà chưa thấy ai đẹp như em cả. Trời đất ơi. Anh có một câu đố muốn đố em, anh xin phép mời em lên đây nhé. Đố em là em biết điểm giống và khác nhau giữa em và Hương Giang là gì không? Sao lôi em vô làm cameo? Tụi em đều là phụ nữ như nhau nè, đều rất là xinh đẹp, rất là thông minh nè. Khác nhau ở một điều là Hương Giang không có anh mà em có anh, đúng không? Em đúng là một cô gái thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh. Anh mong là trong chương trình ngày hôm nay em sẽ đồng hành cùng anh để vượt qua mọi thử thách. Anh có
xuống hồ đâu, em may mắn lắm. May mắn hơn Hương Giang nhiều, anh cứ yên tâm nha. Chúc mừng anh. Là sao? Tự dưng bị lôi ra làm cameo cho người ta tán tỉnh nhau là sao? So sánh này nọ là sao trời? Nào, chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai thứ ba, xem tình cảm của chàng trai này đặt vào ai. Xin mời. Xin chào mọi người, tôi là Phương Nam. Đẹp trai, đa tài, quyến rũ, hào hoa, phong nhã, con nhà gia giáo, cực kỳ thông minh, ga lăng và nhã nhặn. Có bao nhiêu là gom vô bạn hết luôn. Nguyên con bồ vậy luôn. Bạn thiếu nha, bạn thiếu là bạn còn khiêm tốn nữa cơ. Thực ra thì cũng như bao chàng trai khác thôi. Thì ở trên mạng xã hội ấy, tôi có theo dõi một người con gái và luôn luôn thả một chút thương thương vào trong những bức ảnh của cô ấy. Thì cũng rất là may mắn vì ngày hôm nay cô ấy cũng có mặt ở đây. Cô ấy hôm nay có mái tóc bổ luống và trông nó rất là quyến rũ và... Bổ luống? Cô ấy... Tới em rồi, em tới thời rồi. Dạ ơi, tới thời rồi, đứng đi. Vâng, cô ấy có một chiếc đầm màu tím nữa. Ở đây có bốn người màu tím như em, bình tĩnh đi em. Chúc mừng chị. Người ấy là Lâm Vĩ Dạ. Không thể tin được. Nào, chúc mừng hạnh phúc của em. Tuyệt vời. Một hạnh phúc rất là ngắn ngủi, nhỏ nhoi, nhưng đã lâu lắm rồi em tôi mới được cảm nhận. Ngày hôm nay thì em đến đây thì với cái sự yêu thích cũng như quý mến của mình dành cho chị. Và mời chị ngồi. Xong rồi, kết thúc rồi. Ngồi không, mời lên sân khấu. Kết thúc. Em mời chị ngồi. Không, ngồi thôi chị. Kết thúc. Sân khấu. Ngồi. Anh nghĩ rằng em đã chọn đúng rồi đấy. Chọn một người khao khát yêu thương thì người đó sẽ giúp em hết sức và hết lòng. Còn một số bạn thì đã chọn những người mà nhiều người chọn và nhiều người đã ra về tay trắng thì anh đang hơi lo một chút. Còn bây giờ anh cho anh lại bảo là em khao khát yêu thương. Yêu thương trong chương trình. Thì anh phải nói rõ như thế. À, khao khát yêu thương trong chương trình. Thế được chưa? Vâng. Chúng ta cùng đến với chàng trai số 4. Nó chọn tôi tiểu liền luôn á. Ai cũng bảo Huệ mộng Huệ mơ, cùng kháng Huệ đẹp Huệ thơ Huệ tinh. Con trai sự Huệ chống tinh, khi yêu thì sẽ hết mình ngài chi. Tôi là Minh Thắng, chàng trai đến từ xứ Huế. Tôi biết 205 quý cô ngồi ở đây đều là những quý cô xinh đẹp. Nhưng hôm nay tôi xin phép 204 quý cô còn lại để dành tình cảm đặc biệt của mình cho một người mà tôi đã mến mộ từ lâu. Một thương giọng nói nhẹ nhàng, hai thương vẻ đẹp dịu hiền đoan trang, ba thương dáng đứng thước tha. Đó là... Đó là chị già trong lòng của em. Đó là chị già trong lòng của em. Em xin được nói một câu là khi mà nhắc đến cô gái Huế ấy, thì em tự hào nhắc về tên chị. Và mẹ em gọi rằng là đến đây thì nhờ chụp ảnh chị già về để mẹ treo lên tường. Cháu ơi. Em chào chị. À, mẹ dặn rửa thôi à, con dặn thêm chi không? Mẹ dặn thế là nhiều rồi. Trước một người phụ nữ đã có gia đình rồi thì dặn thế là nhiều đấy em ạ. Thôi, thời đến rồi, tạm ngồi xuống đi em. Bây giờ sẽ là chàng trai cuối cùng. Lan Ngọc ơi, nghe nói em muốn lấy chồng. Anh xin ứng tuyển làm chồng được không? Có thể em thấy vẻ bề ngoài của anh hơi lạnh lùng và nghiêm nghị một chút. À, có lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng chỉ cần em đồng ý thôi thì anh sẽ dành cả đời này để chứng minh cho em thấy anh là người đàn ông ấm áp. Anh là Trương Minh Hoàng, anh đến từ Hà Nội. Mà trai Hà Nội thì không bao giờ phải vội. Nhưng nếu như có cơ hội thì nhất định anh sẽ mang em về đội. Nhất định đấy. Nói gì đi. Nói gì đi. Hỏi nhớ gì rồi đó. Lời hứa ngày xưa. Tôi nghĩ rằng trên một cuộc đua mà chỉ có một mình chúng ta về đích, dù kỷ lục đó là thế nào, chiến thắng đó không bao giờ là vinh quang. Luôn luôn phải thi đấu, phải chiến đấu với những đối thủ thì dù chúng ta về thứ mấy, chúng ta cũng cảm thấy xứng đáng. Có đúng không ạ? Vì thế hai chàng trai hãy cố lên, hãy chinh phục trái tim trung thủy theo thời gian có hạn của Lan Ngọc. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng 2 được mang tên Hỏi Đáp Phối Hợp.
giả đang quay trở lại với chương trình Quý Ông Đại Chiến. Các chàng trai của chúng ta đang cầm trên tay những con số tương ứng với số của mình, và họ sẽ dán những con số này lên các câu hỏi từ 1 tới 9 nếu như câu hỏi đó là những gì các bạn ấy đã trải qua. Chúng tôi sẽ lựa chọn câu hỏi ngẫu nhiên bằng việc quyết định của các thành viên trong ban bình luận. Tôi sẽ nhường cho Harry đầu tiên. Em muốn câu hỏi số mấy được mở ra? Em muốn chọn số 6. Bạn đã bao giờ ghen khi thấy người yêu cũ có người yêu mới chưa? Rồi. Sao số 3 suy nghĩ quá kìa anh? Là có em đang không biết là có nên dán hay không, bởi vì nó cũng hơi bi hài một xíu. Người yêu cũ của em thì gần như là các cô ấy sau mà khi mà chia tay em khoảng 2-3 tháng thì các cô ấy đi lấy chồng hết. Có nghĩa là em là một người dứt mát tay giúp người khác dễ có chồng. Đúng không? Đã có bao nhiêu cô gái như vậy rồi đi qua cuộc đời em? Chắc là khoảng 3 hoặc 4 gì đấy anh ạ. Cũng anh ơi nhiều. Tại vì người ta không có duyên có phận với nhau nên thành ra mới bị như vậy thôi chứ. Không, em không biết à. Anh khẳng định luôn là có những người có cái duyên là thế này này. Họ cứ yêu một người phụ nữ nào dù lâu hay là nhanh gì đó, thì chỉ cần chia tay thôi là y như rằng cái người tiếp theo của người đó là chồng người ta luôn. Có Harry. Có. Em đã từng là như vậy nè. Em đã từng là quen ai đó sau một thời gian chưa bao lâu là anh ấy lấy vợ liền luôn. Em cũng là có 3-4 người đó. Nhưng mà cái này có nghĩa là bạn này là người tốt đấy chứ. Tại vì khi mà cái người phụ nữ yêu bạn này á, bạn này phải rất tốt thì họ mới có niềm tin vào hôn nhân như vậy. Thì khi chia tay thì họ mới dám cưới ngay. Chứ nếu mà bạn này mà tệ đi thì kiểu chia tay xem trời ơi sợ lắm. Chưa thể nào mà dám cưới ngay lập tức như vậy. Suy ra bạn là một người chồng hoàn hảo đấy. Chỉ có điều bạn không may mắn thôi. Chàng trai số 1. Chắc chắn là ai cũng đã từng ghen khi mà người yêu cũ có người yêu mới đúng không ạ? Em cũng thế. Câu chuyện của em là người yêu cũ của em đi du học. Và cô ấy nói với em lý do là không thể yêu xa được nữa. Nhưng mà một tháng sau thì là cô ấy có người yêu mới. Người yêu mới ở bên nước ngoài hay ở Việt Nam? Ở bên đấy luôn ạ. Chạnh lòng chứ. Bởi vì rõ ràng cái người mà yêu nhiều hơn, mà cái người sẵn sàng chờ đợi khi nhận được cái việc đó ấy, thì không phải người nào cũng có thể dễ dàng chấp nhận ngay, mà nhất là sau một tháng. Số 2, chuyện của em thế nào? Khi mà chia tay nhau rồi á, là do một số trục trặc về cái quan điểm sống. Nhưng mà khi mà sau một khoảng thời gian sau thì em lại có nhìn nhận về mấy cái mối tình tiếp theo thì em lại thấy là đúng là lúc trước mình quen cô ấy mình không có chăm sóc quan tâm cô ấy nhiều, nên khi mà biết tin cô ấy có người bạn trai mới thì em thấy anh ta lo lắng cho cô ấy nhiều hơn và em cảm thấy là tức bản thân của mình lúc đó là không biết quan tâm lo lắng cho cô ấy và cũng ghen vì cái người đó làm tốt hơn mình. Những trải nghiệm như vậy sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Không sao cả, cứ tự vấn bản thân, nhưng mà hãy biến nó trở thành những cái hành động tốt hơn cho những người mới, cho những người trong tương lai. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Lý Dạ, em muốn câu hỏi số mấy? Dạ, em muốn số 3. Bạn đã bao giờ dùng một tài khoản khác để tương tác với người yêu cũ trên mạng xã hội chưa? Câu hỏi số 4 trước nha. Tại sao bạn lại làm vậy? Tại vì em muốn quay lại với cô ấy. Bạn có thành công không? Hiện tại em vẫn chưa thực hiện điều đó. Và em muốn đăng ký đến đây để nói với cô ấy rằng là lúc đó em chia tay cô ấy tại vì em tự ti. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy nhiều người theo đuổi và những người đó có điều kiện tốt hơn em. Lúc đó em lại tự ti với bản thân, em chia tay cô ấy mà không được sự đồng ý của cô ấy. Hôm nay em muốn nói là em đã tự tin, em đã tìm cách đến đây. 2 năm qua thì em đã cải thiện ngoại hình, tìm một công việc tốt và tự tin hơn rất nhiều. Em muốn nói là sau chương trình này em sẽ tìm lại cô ấy. Vỗ tay. Hãy tạo bất ngờ cho cô ấy bằng việc quay trở lại bằng một con người khác. Và đúng là hôm nay các quý cô mặc màu tím và chúng ta có một chàng trai thực sự biết chờ đợi. Dù bạn ấy có thể đã sai lầm trong quá khứ nhưng biết thay đổi mình, đó cũng là một phẩm chất của quý ông.
Chúc bạn sẽ thành công nhá. Dạ vâng ạ. Chúng ta đã có 2 câu hỏi và chàng trai số 3 là có cả 2 rồi đấy. Bây giờ hãy cùng xem Lan Ngọc chọn số mấy nào. Dạ em chọn số 7 đi. Bạn đã từng nhắn nhầm tin nhắn hẹn bạn gái đi chơi cho người khác chưa? Cái này nhiều bạn nhắn nhầm lắm, tôi biết. Mà nhất là nhiều bạn mà đang một lúc chinh phục đến khoảng 2-3 cô mà đang thả thính ý, thì kiểu gì cũng nhắn cho cô này nhầm sang cho cô kia. Nào, chúng ta muốn nghe số 5. Đó là một lần em nhắn nhầm cho bố ạ. À, nhắn nhầm cho bố ạ. Ngày đấy thì cũng vẫn còn rất là trẻ, chưa nhận thức được thế nào gọi là vợ hay là gọi là chồng. Nhắn nhầm cho bố là vợ ơi, tí nhớ đúng giờ nhá. Thế là bố em mới gọi lại. Nhầm như bạn là chưa tai hại lắm, bởi vì vẫn là nhầm người nhà. Mời số 3. Em quen bạn và bạn ấy có chị gái. Buổi tối hôm đấy hai đứa rủ nhau đi ăn, thì có nhắn là bảo mình ơi xuống nhà đi. Thì lúc đấy bạn ấy đi đâu thì em không biết, nhưng mà chị bạn ấy trả lời ừ. Thế thôi ạ. Thế rồi, trong xong có xuống không? Không ạ. Chị không xuống, nhưng mà bạn nhắn vào số của chị ý hay là nhắn vào số của người yêu bạn? Số của chị. À, có nghĩa là nhắn vào số của chị người yêu. Rồi chị người yêu lại bảo ừ. Nhưng mà không xuống. Tôi hỏi các quý cô, đã bao giờ nhắn tin nhầm chưa, Hà Thu? Có. Thì tại đang nhắn vậy nè, cái tin nhắn khác nó tới cái thì bấm cái thì nó nhầm, nhưng mà không đến nỗi là đi chơi đâu, kiểu hung chục gì đó thì đôi khi hung người này là nhầm qua người kia thì có. À, em là một người rất hay nhắn nhầm, em nói xấu với người đó em nhắn thẳng cho người đó. Thế là rất xấu hổ luôn. Tức là ngày xưa khi mà mình nói xấu thì mình nghĩ đến tên người yêu của mình. Vì khi mình nghĩ đến tên người yêu của mình viết tên người yêu của mình ra thì mình mới tìm cái tên người đó ngay trên cái thanh đó. Mà anh biết là ngày xưa là nó chưa có cái phần mà gỡ cái tin nhắn đâu. Ôi xấu hổ kinh khủng luôn. Thì em mới nhắn cho bạn em là ông bị điên mày ơi, hôm qua ông làm như này. Cái em định bấm cho đứa bạn, nhưng mà bởi vì trong đầu em cứ nghĩ đến người yêu của em, em nhắn nhầm cho người yêu em luôn. Mà lúc đó em bấm gửi đi rồi em không có cách nào em gỡ được. Thì em thấy ông chưa xin thì em mới lên trên mạng em block luôn. Trời. Nhanh chóng dễ sợ. Em xử lý nhanh quá vậy. Em thật là nguy hiểm Giang ạ. Em lên em block luôn. Thì là tất cả các cái tin nhắn đó là người ta không đọc nữa. Thì cứ không hiểu chuyện gì xảy ra đi. Sau đó thì mới gọi điện cho em. Lúc đầu em mới nói rằng là thì hôm qua có hơi giận như vậy mới chót nhắn như này nhắn này kia, nhưng mà nếu mà anh mở ra thì anh đừng có mà bất ngờ, anh đừng có mà giận cái chuyện đó nhé. Thì bảo là ừ không sao đâu. Thì em mới nói rằng em nhắn là hôm qua anh bị điên, nhưng thực ra em không thấy như vậy. Thì khi mình nói bằng miệng thì cái chuyện này nó nhẹ đi rất là nhiều. Thì sau đó em gỡ ra thì ông đọc được cái đó. Nhưng mà nói tóm lại là em cũng phản ứng rất nhanh. Nhưng sau hôm nay thì em không cần phải làm thế nữa, vì em đã có số 1 đây rồi. Được chưa? Đó. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Hà Thu, đến lượt em chọn. Em chọn số 1. Bạn đã từng nói dối với bạn bè về người bạn đang thực sự hẹn hò bao giờ chưa? Không muốn cho bạn bè mình biết người chính xác mà mình đang hẹn hò. Vẫn là số 3. Ở đâu cũng có câu chuyện của số 3 hết. Em nghĩ là tất cả số 9 cái đều có hết luôn anh. Anh hỏi em đâu phải đơn giản mà người ta đã giúp cho 4-5 người phụ nữ lấy được chồng đâu. Dạ, đầy đủ. Nhiều kinh nghiệm. Nào số 3, anh kể đi em. Mình kiểu không muốn công khai ấy, thì mình có thể nói dối bạn mình rằng là à không, này bạn ấy không, bạn kia cũng không, bạn kia nữa cũng không. Ừ đúng rồi. Chỉ đơn giản thế thôi. Vâng, chỉ đơn giản là hay nó có cái uẩn khúc gì ở phía sau. Nếu mà bản thân ấy thì nó hay kiểu là nó hay đa xoáy em, kiểu vậy, nó hay đi trêu ôi thằng nam này nha, xong là lại có người yêu kia. À kiểu, ừ đấy kiểu như thế thì lại yêu à, con bé này xinh nhỉ, thì không biết được bao lâu ý nhỉ. Nào anh cùng xem Hương Giang chọn số mấy này. Số 5. Câu hỏi số 5. Bạn đã bao giờ lấy quần áo bẩn trong sọt đựng đồ để mặc lại chưa? Trả lời thật. Trả lời thật. Trời nào ơi. Các chàng trai. Thật lòng. Phải nói thiệt nha mọi người. Nhiều. Các bạn rất là thật thà. Bất khả kháng em phải mặc lại ạ. Và
Cũng có những lần mà em thích cái bộ đấy quá nên em mặc lại. Người mà hay mặc đồ lại như bạn nên mặc màu đen an toàn. Chứ mặc màu trắng tôi nói thật nha, mặc lại là cực khó. Bởi vì mặc màu trắng ngoài cái việc là cái mùi của cơ thể ra nhá, thì nó còn có mồ hôi, mồ hôi các thứ, nó sẽ bị ố đi, khó mà mặc lại được. Số 4. Vào dịp Tết ấy thì em có mặc một chiếc áo vào 2 ngày. Đó là chiếc áo người yêu cũ em tặng. Và em muốn mặc đó để đi mọi nơi, để mà chụp một bức hình ấy, em up lên Facebook. Để mà lúc nhờ mà cô ấy có muốn vào kiểm tra em ấy, thì thấy em vẫn đang mặc chiếc áo đó ấy ạ. Còn lại thì em vẫn giặt giũ thương sạch sẽ cho nên em không... Đó là vì tình yêu em mới chịu bẩn thôi. Khá là si tình, khá là... Si tình. Trải qua 5 câu hỏi rồi. Và bây giờ tôi mới nói luật chơi của trò chơi này. Vì sao tôi không nói ngay từ đầu? Vì tôi sợ rằng ấy, các bạn biết luật chơi sẽ lách luật. Luật chơi chúng ta có 9 ô tương ứng với 9 câu hỏi. Và nếu như chàng trai nào có làm điều gì đó trong 3 câu hỏi liên tiếp theo hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo thì sẽ là người chiến thắng. Và như tôi đã nói, sự trung thực nào cũng đáng được đề cao. Dù mọi người có thể dè biểu, nhưng chàng trai số 3 rất nhiệt tình. Đính, 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 đính. Chiến thắng đã thuộc về người thật thà. Chúc mừng chàng trai số 3. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không nên biết trước kết quả. Hãy cứ làm đi, hãy cứ phấn đấu đi, hãy cứ yêu đi. Điều gì đến sẽ đến. Còn nếu như ai đó quá mong chờ một kết quả hoặc biết trước kết quả ấy, thì tất cả những việc chúng ta làm ấy không còn là chính chúng ta nữa. Và đó chính là bài học chúng tôi muốn mang tới cho các bạn, những quý ông đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta đã vượt qua vòng 2. Và bây giờ trách nhiệm thuộc về 200 quý cô, những người đã lắng nghe, đã chia sẻ những câu chuyện cùng 5 chàng trai. Thời gian bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn đã hết. Ở lúc này là lúc chúng ta sẽ phải nói lời chia tay với một chàng trai. Và chàng trai này sẽ được mời xuống hồ bơi. Đó là ai? Xin mời các phụ công hãy cùng xem kết quả. Mời các bạn hãy về đúng vị trí của mình. Với chàng trai số 5. Xin cảm ơn chàng trai số 5 đã đến với chương trình. Chúng tôi sẽ phải nói lời chào tạm biệt bạn. Cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại bạn. Chúng ta sẽ đến với phần trăm bình chọn của 4 chàng trai. Chàng trai số 2, 16%. Chàng trai số 1, 17%. Chàng trai số 3, 17%. Và chàng trai số 4, 36%. Đó là những cảm xúc của các quý cô sau vòng 2. Nhưng ở vòng 3 sẽ là một điều hoàn toàn khác. Hãy nỗ lực hơn nữa. Chúng ta trước khi đến với vòng vận động, chúng tôi muốn tặng quý vị một món quà thật đặc biệt với sự xuất hiện của nữ ca sĩ Chi Pu. Sẽ đâu có một người làm em ngất ngây bao cuộc chơi.
ai cũng có khoảng trời. Chỉ người kia mới biết trong khoảng không bóng tối, nơi tình yêu lên ngôi. Nhiều điều trước mắt đều dối trá, nhìn thật phải tâm hồn mình. Lỡ như có ai ngoài kia sẽ nhìn thấy. Chẳng nghe ánh mắt dựa phải nhau, dựa vào giữa đôi cánh tay. Đẹp của chúng tôi. Và chúng tôi xin được chào đón quay trở lại với cương đại chiến mùa 3, Chipu. Xin chào anh ạ. Xin chào tất cả các quý vị khán giả của cương đại chiến. Chúng ta vừa đến với ca khúc Sweet, chỉ hai ta biết thôi. Chỉ hai ta biết thôi. Vậy thì bây giờ chỉ khán giả chương trình biết thôi, em có nhớ hội chị em của em hay không? Thực sự đây là lần thứ hai em được trở lại với Quý Ông Đại Chiến. Lần trước thì là em được ngồi chỗ kia kìa. Và lần này thì em lại đứng đây, cảm giác như là như mình dễ tranh cướp hơn hay sao ấy nhỉ? Đứng đây là gần các anh hơn này. Đương nhiên rồi, đứng đây sẽ gần các anh hơn. Nhưng ngồi ở kia thì lại được thưởng lãm nhiều hơn. Bởi vì đứng ở đây thì có thể em sẽ là khách mời, nhưng ngồi ở dưới kia em sẽ là người gắn bó với chương trình mỗi tuần. Vậy thì em có muốn một lần nữa được ngồi ở dưới kia mỗi tuần không? Dạ chắc cho em xin cái ghế, em ngồi ké đây, em ngồi ngắm không thôi cũng được anh ạ. Ngắm đây nhưng không tranh cái gì? Các chị em với nhau em nghĩ là cũng... Mình Lâm Pisa và Ari là nhường em mà chắc rồi. Nhưng Lan Ngọc và Hương Giang anh không biết. Bởi vì họ cũng chưa có gì cả đâu. Thì em cũng hơi... nghĩa là cũng hơi đáng gờm anh ạ. Có đáng gờm không? Tại em xem rất là nhiều chương trình rồi, thấy chị Lan Ngọc với chị Hương Giang thì thôi rồi. Không không chị, sao mà bảo chị nhường mà nhường. Thế em hỏi bạn chị nhường mà mắt phải trợn lên như thế. Nào Lan Ngọc, em có nhường không? Em với Chipu là chị em thân thiết lắm rồi nên lấy đi Chipu.
Ôi nhìn cái ánh mắt kia mà em muốn xỉu. Một người là nhường trợn tròn và một người là nhường nghiến răng ken két. Anh thì anh nghĩ rằng là rất nhiều quý vị khán giả cùng các chị em của em đây luôn mong chờ một ngày gần nhất em quay trở lại để ngồi dưới kia thưởng lãm cùng. Mọi người có đồng ý không ạ? Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Chúc em thật nhiều may mắn và thành công nữa trong sự nghiệp ca hát của mình. Anh cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Có gì nhớ về cho anh nhau nhá. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Quý Ông Đại Chiến và đây là vòng 3 vận động dành cho 4 chàng trai đang còn lại tại chương trình. Với phần trăm bình chọn cao nhất thì chàng trai số 4 được lựa chọn cộng sự của mình ở trò chơi này. Dạ, em xin phép được chọn gì dạ? Ôi, đi. Nào, về với quê hương em đi. Ô kìa, kìa kìa mặt kìa. Tiếp theo sẽ là chàng trai số 3. Em xin phép lựa chọn Lan Ngọc. Sao em lại lựa chọn mất của Bảo Anh như thế hả Nam ơi? Để Bảo Anh đỡ phải phiền nhỉ? Bảo Anh đỡ phải phiền. Anh nghĩ là bây giờ Bảo Anh rất phiền đấy. Bảo Anh, con đường đến với tình yêu không dễ dàng. Một đối thủ vừa rơi xuống hồ thì bỗng một đối thủ khác xuất hiện và cướp mất Lan Ngọc của em. Nhưng em vẫn còn cơ hội chiến thắng đi, để chứng minh cho chàng trai đó em mới xứng đáng. Vâng ạ. Số 1, em sẽ chọn ai? Dạ, em vẫn chọn chị Giang ạ. Kia Giang. Thôi không phải bắt, đứng nguyên một chỗ nghe. Đứng nguyên một chỗ là tự ra thì cần gì phải bắt. Không bao giờ nghiêm túc. Chúng ta còn lại Hà Thu và Harry. Dạ em chọn chị Hà Thu. Tốt quá, vậy là Harry được đứng cạnh anh san sẻ công việc dẫn chương trình ở phần này. Chúng ta có một trò chơi như sau. Hai cặp sẽ cùng chơi một lúc. Chàng trai của mỗi đội chạy về phía trước để giúp cho người nữ của mình lên phía trên cao. Nhiệm vụ của người nữ thì sẽ dùng tay của mình ném những trái bóng về phía rổ bên kia. Cứ như vậy, sau 2 phút, đội nào có nhiều điểm hơn, đội đó giành chiến thắng. Chàng trai số 4, em muốn đối đầu với cặp nào? Dạ, em xin phép đối đầu với anh Bảo Anh ạ. Còn cặp thứ hai rất đáng để chờ đợi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cặp này đối đầu với nhau. Đó là cặp Lan Ngọc, Hương Giang. Chúng ta sẽ có cặp thi đấu đầu tiên, tỷ muội tương tàn. Hai tỷ muội đến từ xứ Huế sẽ cùng nhau chơi lần này. Trước khi vào cuộc chơi thì Harry muốn hỏi Hà Thu, em có bao giờ xem chương trình Quý Ông Đại Chiến của mình chưa? Dạ em xem nhiều lắm chị. Trời, trái đẹp mà chị. Em xem nhiều lần. Dạ. Thì em cảm thấy lần này em gặp Dạ thì em có sợ không? Dạ, không hề. Em thấy kiểu đây là một đối thủ quá nhẹ ký so với bản thân em. Nó không phân sức đó chị. Một sự tự tin, một sự tự tin nhất định của một cô gái khách mời. Nhưng anh nghĩ là đúng, đây là một đối thủ nhẹ ký. Đúng, nếu như em nói cách đây khoảng một tháng là sai, nhưng em nói bây giờ là đúng, bởi vì vừa mới xuống 5 cân. Xuống, dạ, còn 48 ký. Đúng, rất nhẹ ký. Em không sợ gì giảm, em sợ gì Lan Ngọc. Chị Lan Ngọc ơi, em mượn bào anh của chị chủ khỉ. Em hãy chấm sọc cần thân bào anh của chị. Yeah. Thôi, như vậy là hai đội đã sẵn sàng rồi, phải không? 3, 2, 1, bắt đầu! Bảo anh! Kéo đi! Cố lên! Bảo anh! Bảo anh! Cố lên! Bảo anh! Em đối diện! Ném sang bên kia! Ném sang bên kia! Trời ơi! Tay! Đối diện! Ném sang bên kia! Ném sai rồi! Ném sang bên kia! Tự ném vào lưới mình, coi như là bị... Tự chết! Tự ghi bàn! Như vậy là Lâm Visa đã giúp cho đội của Hà Thu ghi được một bàn thắng! Được rồi. Trời ơi, xuống đi. Trời ơi, siêu quá. Lan. Được rồi. Ui vô, thiệt quá luôn, hay vậy ta. Ta. Ây da. Trời ơi, siêu quá. Đây cuộc chơi phải vậy chứ anh, đúng không? Chính xác, cực kỳ căng thẳng và cân tài cân sức.
Anytime. Một tình huống phòng ngự thành công. Làm gì ra làm gì nữa. Lên đi, lên đi. Ai da. Lại là một pha phòng ngự thành công của Hà Thu. Bỏ vô bên đó luôn. Thưa quý vị, quá thật không sắc. Ngờ, thật không ngờ. Wow. Quả quýt dày có móng tay nhọn. Anh ơi, em nói thiệt nha, em chưa bao giờ coi cái cuộc chiến mà em cảm giác là em đang coi một cái cuộc chiến World Cup vậy luôn. Cực kỳ là hấp dẫn và kịch tính. Anh tưởng em thế nào, em bắt nạt các em của em. Nhưng hôm nay em nhìn đi, móng tay nhọn ơi, em gặp đúng kìm bấm móng rồi đây này. Sau nhiều lần chơi ăn gian với người khác, hôm nay Lâm Vy Dạ đã không kịp đối phó với một đối thủ vừa mới xuất hiện. Chưa bao giờ thảm hại như vậy. Bây giờ em coi hen là được bao nhiêu trái. Rồi, chị đi qua đây che hình em. Ok. À không, em thua thì em mắc mới gì em phải lên hình. Harry à, em thì phải nói là lâu lâu không nói mà nói câu nào nó đắt câu đó. Dạ, bây giờ em kiểm tra nè. Đi ra. Ba. Tụi nó nhiều quá. 4, 5, 6, 7, 8. 8 trái, trời nhiều quá. Ở đây em nghĩ là khỏi rồi. Đứng dậy mình đếm đi chị. Biết rồi. Bọn chị vậy đếm nè. 3 trái. Tỷ số là 8-3 nghiêng về phía của Hà Thu và Bảo Anh. Minh Thắng, bạn có mệt không? Dạ. Thở không ra hơi, anh thở có mệt không? Dạ, có hơi mệt một chút ạ, nhưng mà chị già vẫn không bị trận thương thì được rồi. Tại vì em sợ người khác chọn chị già thì như lúc nói kéo nhánh quá thì chị bị ngã ấy. Cho nên mặc dù em biết em yếu hơn nhưng mà em vẫn muốn chọn. Trời ơi! Tôi còn sống chứ có đời đi làm gì nữa. Thôi. Tại sao lại có thể tử tế với em như vậy? Anh Trung ơi, hay là lần hôm nào anh cứ thử để kể coi chị làm tiếp như thế nào. Thôi em. Số nào cũng diễn về mệt khúc mà chưa thấy số nào thắt cổ thiệt luôn á. Thôi, chị biết là có anh can nên chị mới thế em. Yeah. Chứ nếu mà đứng cạnh chị là em thì chị chả làm thế. Bảo Anh, bây giờ cảm xúc của em như thế nào? Thay đổi của em sao? Tất cả công là do chị Hà Thu ném quá chuẩn. Nên nói có vậy thể chứ. Được số lượng chai banh màu rổ nhiều đến như vậy. Kính thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một cặp đôi rất là dễ thương và đáng yêu. Đó là Lanh Ngọc và Phương Nam. Họ sẽ đối đầu với cặp còn lại. Đó chính là Hương Giang và Văn Thắng. Còn chờ gì nữa? Bây giờ sẽ bắt đầu cuộc chơi nhé. 3, 2, 1, bắt đầu! Vẫn chưa được. Phải nói là tài năng của Hương Giang và Lan Ngọc là ngang nhau. Được rồi. Như vậy là một đều rồi. Hương Giang ơi. Được rồi. Được rồi. Sao tú vẫn đẹp như ta mà vô quẩn. Tại sao không cần nhìn được cách nào thế? Được rồi. Hay ta. Trời ơi, không cần đứng em ơi, không cần nhìn được. Lan Ngọc đã rất cố gắng nhưng may mắn thì không thuộc về Lan Ngọc. Liên tục ở ngoài thanh rổ rồi rơi ra ngoài. Em lại coi. Đúng. Em cảm giác em có thể đá bằng chân vào luôn. Lại vào nữa rồi.
Lan Ngọc vẫn chưa vượt qua được thành tích của Visa. 2-4. Cố lên nào. Vô một cách dễ dàng luôn á. Em hơn chưa? Hơn em cho Ngọc một quả. Như vậy là Hương Giang đã chơi rất đẹp. Số điểm của Lan Ngọc lúc này đang ngang bằng với của Visa ở vòng 1 rồi. Chân. Tại sao nó không vô? Em lại ngồi về tướng cũ. Được rồi. Hết giờ. Visa, sao em phải buồn? Em đang tự sám hối những lỗi lầm mình đã gây ra. Biết tự vấn lương tâm, người đó sẽ còn có cơ hội. Em ơi, chị Ngọc chưa đủ xấu hổ à? Em còn đưa chị lên cao thế. Lên cao là anh không chú ý à? Ngọc à, anh phải công nhận em có năng khiếu, em có năng khiếu ném trượt. Kết quả là thế kia. Dạ. Nào, đếm của Hương Giang đi. Em đếm thử hả? Một. Cảm ơn, trời ơi, ga lăng quá. Có vậy chứ. Về thành tích lúc này, đội của Hương Giang đang dẫn đầu, xin được chúc mừng. Mà còn có thời gian cho như được tặng bóng cho bạn nữa. Làm ném cái gì đấy Ngọc? Chân nữa. Ủa đang làm gì vậy? Lấy hơn. Chị đếm. Lấy hơn. Chị đếm. Lấy hơn luôn đi chị. Đếm cho em. Lấy hơn. Không có đâu luôn nha chị. Các em không tin vào tài năng của Hương Giang mà các em nghĩ rằng là chỉ do hên mới được như vậy hả? Không. Không học tin tài năng nhưng đúng mà cũng vẫn muốn lấy hơn thực thôi. Thực sự nha, em nói đùa chứ. Em còn định đánh đầu vào cơ. Nhưng mà thôi, chắc vậy thôi chứ. Đánh đầu vào thì kỳ quá. Thôi được rồi, để anh đánh đếm bên Lan Ngọc. Thôi không cần phải bỏ ra 4 điểm nhưng tôi vẫn chúc mừng. Chúc mừng Lan Ngọc, các em đã không về bếp. Làm sao đây? Đừng chị ơi. Ủa dạ nào ơi. Chả về bếp rồi. Đừng ai cản em, đừng ai cản em hết, đừng ai cản em. Đừng tới đây mọi người, đừng tới đây, đừng ai cản em hết. Thôi. Đừng cản, đừng tới gần nhà, đừng vào, đừng. Không, anh em nói quá, anh nói. Dạ. Chị, em bảo, chị. Không ai cản đâu. Không ai cản. Không, cản chứ. Chị, tháo âm thanh ra đã. Tháo âm thanh ra đã chị. Cái đó là cái tài sản của chương trình. Em cản đó là cái tài sản của chương trình. Chứ không có gì hết, chị nhảy đi. Đừng ai cản được. Em không còn mặt mũi nào mà em đối diện với bạn nữa. Hai em ơi, tháo giúp chị âm thanh ra đi. Thưa quý vị, thôi thì sự ăn năn nào cũng đáng để động viên. Biết mình đã gây ra điều gì để nhận được kết quả hôm nay. Thôi thì cũng động viên Lâm Vĩ Dạ bằng một tràng pháo tay và đưa cô ấy xuống. Em không còn thiết sống trên cuối đời gì nữa. Nếu như em thực sự ân hận, đến cuối chương trình anh sẽ cho em nhảy xuống hồ. Ai đồng ý vỗ tay? Thưa quý vị, chúng tôi sẽ không muốn để quý vị chờ đợi giây phút này lâu thêm nữa. Nên chúng ta sẽ kết lại ở vòng 3 bằng việc bình chọn. Xin mời 200 quý cô. Thời gian bình chọn đã hết. Lúc này là lúc chúng ta sẽ biết ba chàng trai nào sẽ đến với vòng thi cuối cùng để có cơ hội trở thành quý ông chiến thắng đêm nay. Xin mời các quý cô xinh đẹp hãy xem kết quả. Mời các bạn về đúng vị trí của mình. Không thể tin được, nhưng điều đó đã xảy ra. Vì điều đó là quyết định của 200 quý cô đang có mặt tại trường quay. Anh Trung ơi,
Anh đây. Chị Ngọc ơi. Em đã cảm thấy Lan Ngọc ơi, em đã hứa gì với anh kia? Bây giờ em đã hiểu như thế nào là quyết làm mà cam chịu. Chị ơi, trời ơi chị. Phải là quyết làm mà cam chịu. Chính xác. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần trăm bình chọn của bốn chàng trai. Bạn số 2, rất tiếc tôi không nghĩ bạn có kết cục này. Nhưng biết sao, 12%. Số 3, một lần nữa lặng lẽ tiến vào vòng trong với 15%. Số 1 với 29%. Và đúng là những người phụ nữ rất là nhẹ dạ và cả tin. Trước sự hối hận của Lâm Vĩ Dạ thì chàng trai số 4 có được 44%. Liệu điều đó có xảy ra một lần nữa hay không ở vòng tiếp theo, khi chúng ta sẽ có vòng cuối cùng giải quyết tình huống. Xin mời. Quý vị đang đến với vòng cuối cùng của Quê Hương Đại Chiến, vòng thi giải quyết tình huống. Lúc này chàng trai số 4 với phần trăm bình chọn cao nhất ở vòng 3 đang đứng cạnh tôi. Chàng trai này có 3 bối cảnh để lựa chọn. Bên tay trái bạn là một phòng chơi game. Bên tay phải tôi vào lúc này đó chính là một trang trại ở trên núi. Còn ở phía cao trên kia là sân vườn bể bơi của một khu biệt thự. Bạn lựa chọn bối cảnh nào? Dạ, em sẽ chọn bối cảnh này ạ. Hãy đến với tình huống của bạn. Bạn có ước mơ về quê mở trang trại và doanh nghiệp nông sản. Bạn hãy thuyết phục vợ sắp cưới của mình theo đuổi giấc mơ này. Bạn hiểu tình huống chưa? 3 phút dành cho em, bắt đầu. Anh! Em à? Em thấy ở đây như thế nào? Thì em rất là thích ở đây. Em biết đây là một cái trang trại mà của gia đình anh rồi. Đó cũng là cái ước mơ mà anh nói với em đúng không? Đúng thế. Chính bởi vì là anh được sinh ra trong một cái môi trường trang trại như thế này, cho nên là anh mới muốn là sau này về quê để nối nghiệp ba mẹ. Chính vì thế mà hai bọn mình mới về trang trại này để ở thử xem nó như thế nào này. Thì em thấy ở đây có thoáng đãng không? Có thoải mái không? Có, em thấy rất là thoáng đãng luôn. Trời ơi, không khí trong lành, dã man. Nhưng mà em biết làm sao không? Nào sao nào? Em mới nhận được một tin vui nữa cơ. Tin vui gì đấy? Chia sẻ cho anh được không nào? Công ty giải trí Thành Trung Entertainment mới gọi đến cho em. Chết rồi, em hồi hộp quá. Bây giờ công ty nói là đã chấp nhận cái lần casting trước của em, và bây giờ sẽ đưa em vô công ty để đào tạo và sẽ nổi tiếng hát hay như là chị Ninh Dương Lan Ngọc đây. Chết rồi. Ngày mai em phải lên Sài Gòn ngay thôi. Em nghe anh nói nè, anh muốn em cùng anh về đây xây một trang trại rau. Anh sẽ trồng rau nuôi cá, còn em vẫn sẽ tập hát và anh sẽ là khán giả của em. Hát ở đây thì chỉ có toàn khán giả kìa, trong chuồng kìa. Em muốn được đứng trên sân khấu thật với khán giả thật cơ. Mà quan trọng là anh biết đây là ước mơ rất là nhiều năm của em rồi. Anh rất ủng hộ ước mơ của em, nhưng mà bây giờ em có anh muốn là chỗ dựa cho em. Anh không muốn sau này lúc mà con chúng ta lớn, em cũng phải bốn ba Sài Gòn để làm việc. Gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đây. Có anh, có em, con chúng ta và anh sẽ là khán giả của em. Sao anh cứ muốn đưa em về đây rồi anh bảo em là ở đây không vất vả mà đi hát vất vả nhỉ? Đi hát là rất là thích. Ở trên sân khấu này có ánh đèn sân khấu này, quần áo đẹp này, ở dưới có khán giả. Ở đây mới là không khỏe. Tại sao? Tại sao ở đây lại không khỏe? Ở đây riêng có hít lông gà với hít rơm thôi mà em đã muốn sặc rồi. Nhưng mà lúc về đây anh có bắt em phải trồng rau nuôi cá hay là làm lùng bức bà đâu. Mà gia đình của mình sau đây lại êm ấm, anh lo cho em được. Vấn đề của người phụ nữ không phải là người đàn ông lo cho mình là đủ. Người con gái cũng giống như người con trai vậy đó. Cũng phải có sự nghiệp của mình, phải có ước mơ của mình, phải theo đuổi ước mơ của mình. Và ngày hôm nay em có cái thành quả đầu tiên đó, thì em muốn theo đuổi nó. Không phải là anh cứ nuôi em là em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Không phải là em sống theo ước mơ của anh là em có thể hạnh phúc được. Bây giờ anh vẫn tiếp tục mở một trang trại rau nhá. Còn anh sẽ sắp xếp thời gian, anh chờ em đi học hát, chờ em đi đến trường quay, chờ em đi đến mọi nơi để em có thể đạt được thành quả của em.
Nhưng mà anh có một điều kiện. Điều kiện gì hả? Nếu không thành công thì em có thể thử một lần về đây. Được, nếu như bây giờ anh nói rằng là anh vừa mở trang trại mà anh vẫn sẽ đưa em đi học hát, đưa em đi tập luyện và cho em cơ hội để chứng minh là em có thực lực thật sự, thì em tin là chắc chắn em sẽ thành công. Không, nếu mà không thành công ấy thì em về làm vợ của anh, không cần làm gì cả. Bây giờ trang trại đó sẽ là bước lùi của chúng ta. Nếu vậy thì em nghĩ em sẽ là một trong những ca sĩ mà may mắn và an tâm nhất trong cái showbiz này. Chưa cần biết thành công hay không mà đã có một trang trại to chờ nhà, một người chồng tuyệt vời như thế này, thì em không còn gì để bàn nữa à. Em cảm ơn anh. Xin mời cặp vợ chồng sắp cưới đứng ở đây. Hương Giang đã được hứa một tương lai là nữ ca sĩ được ăn đồ sạch nhất Việt Nam. Dạ đúng rồi. Năm anh em tôi ngồi ở dưới kia quay ra nhìn nhau và nói thì huống này khó đấy. Rất khó. Bởi vì nếu như một người phụ nữ đã mang trong mình đam mê của nghệ thuật và muốn thử sức mình thì bảo cô ấy bỏ ngang đi để về một vùng quê thực sự là quá khó. Tại vì cái đề bài này rõ ràng nó là một cái đề bài đánh lừa. Nếu mà mình làm chăm chăm theo cái đề bài này là chết. Nhưng mà bạn ấy không làm theo cái chủ đề và bạn ấy đặt mình vào vị trí người khác. Đó là một trong những cái điều rất là tuyệt vời. Lý Dạ, em thấy sao? Em cũng giống như ý kiến của anh và mọi người ở đây. Đây là một tình huống rất là khó. Và đúng là đánh lừa thiệt. Nhưng mà trai Huế mà anh, dễ gì bị lừa được. Rất là sâu sắc. Không phải là mình ngăn cản, mình chỉ khuyên cổ là hãy ở lại với mình thôi. Nhưng mà nếu như cổ không ở thì kệ cho cổ đi đi, để cổ biết mùi đời. Đúng. Khi nào cảm thấy không ổn thì cứ về đây. Lúc nào anh cũng dang rộng vòng tay chờ đón em. Chính hay. Xác. Hà Thu, nếu ở Huế có một người đàn ông đang chờ đợi em như vậy, em nghĩ sao? Em chịu liền. Tại vì em thấy ở bạn này có một cái hay. Đó là trong cái game em cũng để ý khi mà bạn chơi với chị Lâm Mỹ Dạ, bạn cũng không có đặt nặng cái vấn đề thắng thua lên trên hết. Cái vở kịch này bạn cũng không có đặt cái mục tiêu là tôi phải giải được cái đề bài này, mà bạn ấy rất là nghĩ cho đối phương của mình. Cái cô gái nào mà sau quen được bạn thì sẽ rất hạnh phúc. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn quý vị ạ. Bạn đã chứng minh không chỉ cho người phụ nữ của bạn biết mà cho tất cả mọi người biết bạn đã thực sự biết cách yêu. Chúc mừng bạn. À, cùng em ạ. Cảm ơn mọi người. Rất là chân thành và chúng tôi mong bạn sẽ có được món quà lớn hơn cả ngôi vị vô địch. Dạ vâng. Còn bây giờ cảm ơn bạn và chúng ta sẽ cùng đến với tình huống tiếp theo. Chúng ta cùng đến với chàng trai số 2 được quyền lựa chọn bối cảnh tình huống của mình. Em sẽ chọn biệt thự sân vườn bể bơi ạ. Tình huống dành cho em. Bạn và vợ sắp cưới đang viết thiệp cưới. Hai người bất đồng về một khách mời. Bạn hãy giải quyết vấn đề này. 3 phút dành cho Văn Thắng bắt đầu. À, trời ơi. Ngồi đi. Đây. Sao nãy giờ anh có viết đầy đủ chưa? Cũng được gần đủ rồi. Gần đủ rồi. Đây để cho em coi coi. Anh mời ai nè? Quá, anh ơi, chắc là người này là cùng tên thôi chứ khác người đúng không? Lâm Vĩ Dạ, sao lại có mặt ở đây? Anh cũng đang định nói với em đây. Là Lâm Vĩ Dạ là có phải là người yêu cũ của anh không? Lâm Vĩ Dạ là người yêu cũ của anh. Thì sao tôi không biết? Anh cũng đang định nói qua với em về việc là anh sẽ mời Lâm Vĩ Dạ đến đám cưới của chúng mình đây. Đám cưới của chúng mình mà anh mời người yêu cũ của là sao? Thì anh cũng đang định hỏi ý kiến em này. Định hỏi ý kiến em? Anh ơi, đáng ra là mấy cái này thì anh phải tự hiểu là anh không mời mới đúng chứ. Thôi em... anh làm cho em tự nhiên bực mình như vậy. Em cứ bình tĩnh nghe anh nói đã. Em không thể nào mà bình tĩnh được. Hơi, không biết là em đang nói cái gì luôn á. Em cứ bình tĩnh nghe anh nói đã nhá. Khi mà anh đã xây dựng đám cưới với em rồi ấy, thì anh không còn một cái mối quan hệ nào khác ở ngoài cả. Và cái thiệp cưới Lâm Vĩ Dạ này là lời hứa của anh với Lâm Vĩ Dạ từ ngày xưa rồi. Anh và Lâm Vĩ Dạ quen nhau trước khi anh quen em cơ. Ai mà không biết. Hồi đó bọn anh còn là bạn của nhau á, thì mới nói với nhau là nếu mà một trong hai đứa cưới thì sẽ nhất định phải mời đứa còn lại. Ngoài cái lý do đó thì anh không có bất cứ một cái lý do nào khác. Anh ơi, bây giờ em nói cho anh nè. Bạn gái cũ của anh tới, rồi những bạn của anh, rồi tới ba má của anh cũng biết cô này nữa. Thì bây giờ cô này gặp xong rồi thì mọi người ai cũng biết là cô đó là người yêu cũ của anh. Thì người ta cũng sẽ so sánh là ê, bây giờ vợ thì nó vậy nè, rồi người yêu cũ vậy nè, rồi nhìn cái ánh mắt của người yêu cũ nhìn cô gái kia như thế nào. Rồi nếu như cô ấy muốn dằn mặt em mặc đồ đẹp hơn, rồi xuất hiện trước mặt em thì sao? Và tất cả những người đấy
đều phải chứng kiến. Hôm nay em mới là cô dâu đẹp nhất của anh. Em không cần biết. Anh có bao giờ nghĩ tới cái cảm xúc của em chưa? Anh muốn cho cô ấy hiểu là bây giờ anh chỉ có em, duy nhất mình em. Và cái đám cưới này sẽ là chứng minh cho cuộc tình của anh và em. Em không biết. Ê, em không lấy anh đâu. Thế sao có thể đối xử với anh vậy được? Alin, em đã làm cái trò gì vậy? Em có biết là cái nhẫn cưới này là anh và em đi mua mà. Là tất cả cái tình cảm của anh dành cho em. Chứ còn thiệp cưới này em không thích anh viết đúng không? Không thích anh mời người yêu cũ không? Cũng được, anh sẽ không mời. Anh có thể xin lỗi cô ấy không mời một hai người bạn, nhưng mà anh không thể không làm đám cưới với em. Em là duy nhất và anh sẽ cưới em. Anh cưng quá à. Tại sao tôi xử với em như vậy? Thôi rồi, anh sai, anh sai. Anh đừng bao giờ làm vậy nữa nha. Không có mời làm việc già nữa nha. Anh biết rồi, anh biết rồi. Thôi rồi, anh chịu, anh sai, anh sai. Ngồi xuống đây mình viết đám cưới tiếp nha. Rồi biết đi, bỏ nhỏ này đi, không có thích nhỏ này. Họ đã hoàn thành xong tình huống của mình. Và nếu quý vị thấy hài lòng, có thể vỗ tay ạ. Mời Hà Thu. Bạn giải quyết xuất sắc rồi, nhưng mà đề nghị cô người yêu sau bớt nhõng nhẽo lại một chút. Ôi, nhưng mà thực sự mà nói là hồi này là tính là giả vờ quăng thôi. Mãi về nó bị quăng thiệt. Chưa luôn. Tay à? Đó. Chưa tay. Đó. Lâm Vĩ Dạ, em thấy tình huống này thế nào? Thực ra nha, đối với em khi mà xem tình huống này của bạn giải quyết đó, thì em vẫn chưa có cảm giác đã. Bởi vì bạn có vẻ như là hơi nuông chiều của người hơi yêu mình quá. Hơi chiều vợ của mình. Có thể nếu như mà bản thân em mà rơi vào tình huống này đó, thì em sẽ bật lại chị Harry bằng cách là anh mời cổ là bởi vì em. Phản đối nha. Tại cái sao? Này lại phải phản đối. Lúc đầu cái đề bài này á, nó lại là một cái bẫy. Biên tập rất ác ở cái chỗ là đưa ra những cái đề bài và bắt cái chàng trai phải bảo vệ những cái quan điểm. Đúng không? Bằng cái cách là mời người yêu cũ đi đám cưới. Thực ra mình không biết là ngày xưa hai người hứa cái gì với nhau, đúng không ạ? Hay là bất kỳ một cái điều gì đấy. Nhưng ngay trước ngày cưới, cái người bạn gái đó họ không thể bình tĩnh để mà nghe những cái điều đấy được. Anh ơi, ngày mai ngày kia là đám cưới rồi. Người ta không quan tâm đến cái chuyện là phải giải thích thêm về người yêu cũ nữa. Đúng. Người ta nói luôn là, ừ, anh không mời nữa. Đúng, không việc gì mà phải để một người khác xen vô. Vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ phải chờ đợi tình huống cuối cùng để biết xem 200 quý cô ở đây dành tình cảm cho ai. Và bây giờ là tình huống tiếp theo. Chúng ta cùng đến với tình huống cuối cùng, bối cảnh cuối cùng. Đó chính là một phòng chơi game. Và bây giờ là tình huống của bạn. Người yêu bạn là một game thủ. Mỗi lần hẹn nhau cô ấy toàn ngồi chơi game và không chịu đi ra ngoài. Bạn không biết gì về game nên thấy rất chán. Hôm nay bạn muốn thay đổi thói quen của cô ấy. Hãy xử lý tình huống này. Và 3 phút dành cho chàng trai này bắt đầu. Chết, tới giờ, nhanh, ra. Cưng quá. Dạ này, anh bảo này. Đấy, nếu mà người khác thì sẽ làm như thế, còn anh ấy, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Được đấy. Thôi, tìm pha ly khác cho em nhé, nguội mất rồi. Thôi được rồi, ra chỗ khác chơi đi. Lên đi chú ơi. Cái gì vậy? Mất điện rồi. Anh, đừng có phá coi, ra chỗ khác. Anh không hề phá. Cái trận này quan trọng lắm anh ơi. Anh không phá. Hình như là trời mất điện không rồi. Không được anh ơi. Sao tự nhiên mất điện gì kỳ vậy? Làm sao anh biết được? Sang hỏi nhà ông Đạt kìa. Mất điện trên thầu đi. Trời ơi, trận này căng dữ lắm. Nhưng mà em đứng lên, anh bảo cái này đã. Em cứ đứng lên. Yeah. Có bác. Sắp lá cà, trận này sắp lâu xong. Đang sắp lá cà. Rồi em ở yên đây. Em ở yên đây. Em thắng rồi. Biết rồi. Em có biết là bao lâu rồi anh mới được ôm em như thế này không? Làm chiều quá. Sao vậy? Quá
Cái cảm giác ôm mà anh mà ăn mừng chiến thắng với cảm giác mà chiến thắng một mình nó như thế nào? Chết rồi dạ ơi. À, nó vui lắm. Nhưng mà có thể thả em ra không? Ê, anh thả em sao? Vui quá. Thắng vui đúng không? Đúng rồi. Anh cũng thích mỗi khi em vui như thế nữa. Ừ. Nhưng mà dạ này. Sai không? Dạ mắt em hơi kém ấy đúng không? Mắt em kém đi nhiều rồi. Hình như là em mới lên mấy độ. Em biết tại sao mắt lại kém đi không? Sao vậy? Thức đêm nhiều, chơi game nhiều. Mình phải có chừng mực và biết giữ sức khỏe của mình nữa. Em kiếm tiền mà. Đúng rồi. Kiếm tiền lo cho tương lai tụi mình mà. Em kiếm tiền, anh cũng kiếm tiền. Đúng như vậy. À, chúng ta đều lo cho tương lai của mình. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là em biết cân đối cái thời gian mà dành cho game với cái thời gian dành cho những thứ khác. Em có biết là bên ngoài xảy ra bao nhiêu là thứ rồi không? Em biết Quý Ông Đại Chiến bây giờ đã mùa 3 rồi không? Ủa gì hả? Đi làm về anh chả cởi áo cho người ta như ngày xưa nữa. Ngày xưa đang chơi, đang combat vẫn cởi áo cho người ta. Bây giờ vẫn để người ta mặc như này này. À thì bây giờ em cởi ha. Anh không cần. Ủa anh nay sao vậy? Em thấy không bình thường rồi đó nha. Cả một tuần nay anh đã không bình thường rồi. Lý do gì? Ủa từ trước tới giờ em là vậy, em chẳng thay đổi gì cả. Anh phải biết mừng khi lúc nào cũng ở nhà chứ. Hay là anh muốn có một người bạn gái lúc nào cũng nhong nhong ngoài đường? Nhưng mà vấn đề là em phải cân đối được cái điều đấy, em hiểu không? Bây giờ cân đối bằng cách nào, nói ra đi. Em có thể chơi một ngày 8 tiếng. Đúng rồi. Ngày hôm sau em có thể chơi 6 tiếng và fan của em vẫn ở đấy. Còn những thời gian còn lại em có thể dành cho anh. Mình có thể đi ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, đi xem phim. Rồi những trận đấu quan trọng của em thì sao? Anh biết đấu một trận bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền nó không quan trọng, em có biết không? Trong cuộc sống này ấy, tiền nó có thể mua được mọi thứ ấy. Mà vấn đề sức khỏe, em đang rất khỏe. Nếu mà sau này em ăn uống theo kiểu này, sinh hoạt giờ giấc như thế này, đấy, mắt em đã kém đi rồi đấy. Sắc mặt em đây này cũng hơi sạm rồi. Nhưng mà anh ơi, anh phải hiểu là mỗi người đều có một cái niềm đam mê. Anh cần phải yêu một người phụ nữ có cái niềm đam mê của mình chứ. Vậy giữa đam mê của mình và tình yêu của anh dành cho em ấy, em buộc phải lựa chọn trong hai việc đấy, thì em sẽ chọn cái nào? Bây giờ ví dụ nha, em giờ em hỏi anh là giữa em và công việc của anh chọn cái gì? Đương nhiên là anh sẽ chọn em rồi. Bởi vì em lúc nào là ưu tiên hàng đầu mà. Có lẽ nãy giờ em hơi quạo. Anh biết cái tính em mà, em hơi nóng. Em hứa từ nay về sau em sẽ chơi game có khoa học hơn, chơi game có giờ có giấc hơn, và dành thời gian cho anh. Ví dụ như một ngày 24 tiếng, em chơi game 12 tiếng thôi. 12 tiếng dành cho anh, được không? Cũng được. Mình đi xem phim nhá. Em mình ra ngoài đi ăn nhá. Ok, hẹn em quánh game. Được. Cỡ khoảng 1 giờ sáng là xong game. Được luôn, mình đi coi phim trước nhá. Anh phải công nhận là em có những cái mánh làm cho phụ nữ bất ngờ. Và anh cũng rất là bất ngờ, các quý cô cũng rất là bất ngờ. Nhưng giá như mà em giải quyết theo một cái hướng nó đúng hơn và nó rành mạch hơn thì sẽ thuyết phục hơn. Bây giờ hãy nghe Hương Giang nói nhá. Giang nghĩ bạn một trong những cái kiểu đàn ông ấy liệt vào cái dạng nó gọi là dạng nguy hiểm. Tại vì bạn là một trong những kiểu người mà điêu luyện. Nhưng cái mấu chốt ấy không phải nằm ở chỗ là người đàn ông đó nó điêu luyện bao nhiêu, mà cuối cùng là cái thật tâm cuối cùng mình đặt vào cái người phụ nữ đó là gì. Tại sao mà rất là nhiều người đã chia tay bạn và cưới chồng? Tại vì có thể yêu bạn rất vui, nhưng mà người phụ nữ ấy, đến cuối cùng người ta cần là một cái sự thấu hiểu và một cái sự an toàn. Cho nên nó cũng hiện hữu trong cái tiểu phẩm này. Đến lúc đầu bạn rất là làm cho tất cả cô gái đi phát điên, nhưng mà đến cuối cùng thì tất cả những cái sự chứng tỏ, cái sự chứng minh đấy nó chưa đặt vào đối phương. Chính vì thế đây cuối cùng bạn buột miệng bạn nói là một là game, hai là bạn. Cho nên nhớ nhá, sự điêu luyện không là không đủ. Người ta ở lại bên nhau là vì cái sự chân thành. Cái này Giang nói ra mặc dù là nó hơi có thể là hơi thẳng thắn một chút xíu, nhưng mà biết đâu sau cái chương trình này bạn sẽ thực sự nghiêm túc hơn với các cái mối quan hệ ở ngoài, và bạn sẽ có một cái sự quan tâm nhiều hơn đến những cái người yêu của bạn trong tương lai. Những cô gái ở đây họ rất tinh, chỉ có sự chân thành thôi mới thuyết phục được họ. Nhưng chúc mừng bạn vì bạn đã có một phần giải quyết tình huống tôi nghĩ là cực kỳ thú vị. Cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần bình chọn của 200 quý cô.
Thưa quý vị, thời gian bình chọn đã hết. Bây giờ sẽ là kết quả cuối cùng. Sẽ chỉ có một quý ông chiến thắng, nhưng hai chàng trai còn lại đều rất đáng để cổ vũ. Xin mời các phụ công xinh đẹp xem kết quả. Mời các bạn về đúng vị trí của mình. Thưa quý vị, đó chính là kết quả cuối cùng đêm nay. Quý ông chiến thắng, đó chính là quý ông số 1. Và chúng tôi xin được công bố phần trăm bình chọn từ phía các quý cô dành cho ba chàng trai ở vòng cuối cùng. Số 3, 15%. Số 4, 28%. Và chàng trai chiến thắng số 1, 57%. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị, chương trình chỉ có một chiếc cúp vô địch dành cho người chiến thắng, nhưng chúng tôi có những niềm vui, có những trải nghiệm và có cả những bài học dành cho những chàng trai đã tới đây. Với chàng trai số 4, chắc chắn những người thân của bạn sẽ tự hào về bạn. Và nếu như người phụ nữ mà bạn yêu thương có xem chương trình này, tôi cũng giống như các thành viên trong ban bình luận, chỉ nói một điều thôi: không có gì là chắc chắn, nhưng hãy chọn tình yêu chắc chắn dành cho mình. Còn chàng trai số 3, anh tin em sẽ còn trưởng thành, trải nghiệm hơn nữa để hoàn thiện mình, vì em có những tố chất rất khác biệt mà không phải ai cũng có. Và bây giờ chúng tôi xin được mời Harry Won, Hương Giang sẽ trao cúp và 30 triệu đồng tiền thưởng cho chàng trai số 1, Văn Thắng. Chúng tôi nói lời cảm ơn tới quý vị khán giả, những người đang ngồi đến giây phút này để theo dõi chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi luôn mong muốn gặp lại quý vị vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ. Tôi là Thành Trung, quý ông luôn đồng hành cùng các quý cô trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah. Hãy cùng chào đón Đỗ Thái Sương, Nguyễn Hoàng, Gia Báo, Nguyễn Anh Dũng, Vương Gia Phát, Lưu Duy Khánh. Bên này cứ thả tim cho bên này thôi. Nhẹ là một tí, nhẹ là một tí. Lan Ngọc tập trung vào. Chị, đó hết của em rồi. Chị. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương. Thật sự cuộc đời em đã kết nụ hôn đến cái đầu tiên nó tuyệt vời vậy. Mà cái người đó là cái người em yêu thương Phương 3 năm liền nha. Thế thì nó lại càng ngọt ngào. Cho nên là cái lúc mà người ta hẹn em ra là em hồi hộp và em xem nhiều clip quá trời luôn.